Ok, trước khi bắt đầu buổi học, mình có một câu hỏi là tập tạ theo các bạn định nghĩa là gì? Có bạn nào trả lời thì cứ trả lời hoặc là nhắn vào tin nhắn cũng được. Định nghĩa thế Theo nào em thì là là tập kháng lực anh ý ạ. nói lại được không tập tạ là cái gì định nghĩa? Ok, Ly nói tập tạ là tập kháng lực, vậy tập kháng lực là gì? Tập kháng lực là kháng lại trọng lực ý ạ. À, kháng lại trọng lực. Dù có ý kiến gì không? Vâng ạ. Dù thấy sao? Dạ là tập với lại trọng lượng. Ok, thì Ly trả lời cũng ok đó. Tập kháng lực hay mình sẽ gọi chung là resistance training là ám chỉ cái việc tập luyện dùng cơ thể, dùng lực của cơ thể sinh ra để kháng lại với trọng lực hoặc là những cái lực tác động bên ngoài, mà cái chính là trọng lực. Thì bất kể một cái dụng cụ tập luyện nào đó tạo ra một cái lực bên ngoài gọi là external force đó, thì nó đều gọi là tập kháng lực, resistance training. Ví dụ mình có thể dùng tạ, dumbbell, barbell, kettlebell hoặc là dây band, resistance band, hoặc là mình có thể tập với body weight với tác dụng của trọng lực thì cũng là tập kháng lực ha, chứ không phải tập kháng lực chỉ có tập tạ và tập những cái cục dumbbell này kia nọ ha, để mọi người nhìn cho nó rộng hơn. Rồi, vậy tập luyện kháng lực mình sẽ tìm hiểu sau cái bài này. Mình sẽ tìm hiểu được các cái state. Ở đây người ta dùng các cái hiểu về cái state general adaptation, tức là khi tập tạ, tập kháng lực nó sẽ tác động như thế nào lên cơ thể. Nó thay đổi cái gì trên cơ thể mình. Rồi. Thì các bạn nghĩ tập tạ nó sẽ thay đổi cái gì lên cái hệ thống cơ thể của chúng ta? Nó tác động lên cái gì? Dạ, tác động lên đủ thứ, cơ xương khớp, dây À. chằng, dây thần kinh, Ok. rồi hệ tim mạch, Rồi. đủ đủ thứ. Ok. Đó, tác động đủ thứ như Du liệt kê cũng khá đầy đủ đó. Tim mạch, cơ xương khớp, rồi dây thần kinh, hệ thống thần kinh, cơ, dây chằng, mô mềm. Còn một cái nữa, có ai có thể nghĩ đó là cái gì không? Chuyển động anh, chuyển động. Không, nói về cơ thể mình nè, nói về cơ thể mình nè. Cơ thể mình còn một cái nữa, nó có tác động luôn. Có thấy tập tạ xong có lúc mình tập xong mình quạo hoặc có lúc mình tập xong mình vui không? Có ạ, em không tin chứ ạ. Thì cái đó là cái gì? Cảm xúc. Nói tổng quát hơn, nó làm thay đổi cả hormone trong cơ thể, thay đổi metabolic chuyển hóa trong cơ thể luôn. Đó, nên người ta mới khuyên hẳn nó là mentally là một phần. Mentally là hệ thần kinh đó, là kiểm soát cơ thể cũng được, nhưng mà đang ám chỉ đến cái việc hormone trong cơ thể là nó sẽ kiểm soát cảm xúc của mình, và người ta mới kêu tập tạ để giảm stress hoặc là cảm thấy tích cực hơn đó, là như vậy, do nó có tác động lên cả hệ nội tiết. Rồi, thì trong những cái bài hôm trước, ví dụ cái bảng trên này mình đã điền gần hết rồi ha. Đây, điền từ lúc mình assessment cho đến warm up, rồi tập về flexibility, core balance này kia nọ. Thì bây giờ bữa hôm nay là cái cuối cùng cần phải điền vào cái bảng này là resistance. Thì coi như chúng ta đã đi hết các cái element của fitness đi qua để biết nó là gì, tập như thế nào cho phù hợp. Thì cái cuối cùng này chính là resistance. Hồi lúc mình mới đọc cái cuốn sách này, mình thường nghĩ là nó chỉ nói về tập tạ hoặc là tập resistance không. Cho đến khi đọc tới tới tận chương 13 này mới thấy nó ám chỉ đến cái chuyện tập tạ.
Thì các bạn có cùng cái cảm giác giống vậy không? Giống như là mình đó giờ mình chỉ biết là mấy tập mấy cái liên quan đến tạ hoặc cardio thôi, chứ không nghĩ nó có nhiều thứ như trước giờ mình học. Thì những cái mà nhiều thứ hơn như vậy, khác hơn như vậy á, sẽ tạo cho mình cái điểm khác biệt so với những cái phần còn lại của mọi người. Rồi, ok. Tập tạ thì trước hết tập tập kháng lực, trước hết mình sẽ xác định cái người tập á dựa vào cái assessment, giống như là sau cái buổi assessment á người ta đã có bị imbalance hoặc là cái thể trạng người ta như thế nào, có dùng thuốc đang sử dụng thuốc gì hay không, hoặc là nghề nghiệp người ta như thế nào, có ảnh hưởng lên cơ thể người ta hay không. Thì lúc đó cộng với cái việc họ đưa ra mục tiêu như thế nào, thì lúc này người huấn luyện viên mới lên một cái chương trình tập cho phù hợp với cái năng lực cũng như là cái mục tiêu của khách hàng. Đó là cái bước mà mình đây sẽ làm. Và cái chương trình tập luyện kháng lực đó, nó sẽ gồm những yếu tố chia ra như là body part nè, tùy đưa ra những cái bài tập phù hợp với body part, ví dụ như phần thân trên, thân dưới, mặt trước, mặt sau. Đấy, ở đây người ta liệt kê ra là cơ ngực, lưng, vai, vân vân. Và mình thay đổi những cái thành phần này bằng cái người ta gọi chung là volume. Volume ở đây thì bao gồm 4 yếu tố là set, rep, tempo và rest interval. Ok, là 4 yếu tố chính sẽ thay đổi trong cái tập luyện kháng lực. Ha. Thì những yếu tố này dựa trên, nhắc lại là dựa trên cái bài đánh giá cơ thể và cái mục tiêu của họ. Rồi, tiếp theo. Đầu tiên á, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái khái niệm về cái sự thích nghi của cơ thể. Thích nghi của cơ thể thì đây, có một cái hình minh họa nhỏ như này. Ban đầu đi tập có thể mình gầy, có thể mình béo, nhưng mà nói chung mình có một cái body chưa ưng ý lắm. Thì sau thời gian tập luyện thì body mình bắt đầu thay đổi, nó thay đổi để nó thích nghi. Nó thích nghi cái gì Du? Nó thích nghi cái gì Du? Và nó thích nghi với những cái hoạt động mà mình thực hiện. Ví dụ như là nếu mà em muốn đô giống như mấy anh mà tập physics á, thì em phải làm những cái động tác đó thì cơ thể em sẽ thích nghi, thì nó sẽ ra hình dáng giống vậy. Còn nếu mà em muốn gầy á, thì em sẽ giống mấy anh runner á, thì em phải tập chạy như mấy anh runner thì cơ thể em sẽ thích nghi gầy như vậy. Thì tùy thuộc vào cái mà cái mình gọi đây chung á, gọi là stress á, gọi là cái áp lực mình đặt lên cơ thể mình nó theo dạng nào, thì cái cơ thể mình nó sẽ thay đổi theo dạng đó để nó thích nghi theo. Ha. Như nãy Du đưa hai ví dụ, thì ví dụ tập body tập cho nó có cơ thì sẽ tập kiểu khác, và nó cần cái tần suất liên tục lặp đi lặp lại liên tục như vậy để cơ thể nó thích nghi theo. Và tương tự nếu tập với kiểu mà runner marathon chẳng hạn, thì cơ thể nó sẽ thay đổi theo kiểu runner để nó sẽ tiêu bớt cơ rồi hạ trọng lượng thấp xuống nhất có thể để chạy cho nó dễ. Như vậy mục đích chính là cơ thể nó đang adapt, nó thích nghi với lại môi trường. Rồi, một trong những cái điểm đặc biệt của cơ thể con người hoặc cơ thể sống á, ở đây người ta ghi là khả năng thích nghi, khả năng cơ thể thích nghi với điều kiện sống cũng như cái việc nó phản hồi lại đối với cái chuyện tập luyện và cái hoạt động sống đó. Thì đây là cái yếu tố mà chúng ta sẽ tận dụng và được coi là quan trọng nhất trong tập luyện để hướng đến cái mục tiêu của mình. Ví dụ người đau lưng thì phải nên tập core, tập lưng, chứ không nên bỏ luôn cái đó. Tại vì mình bỏ luôn thì nó không còn cái áp lực gì lên cơ thể, thì cái chỗ đó nó sẽ nghỉ, nó không làm nữa. Thì mình phải biết được cái nguyên nhân như thế nào nó bị đau, sau đó mình khắc phục và mình phát triển cho nó mạnh lên để nó có thể vượt lên khỏi cái gọi là những hoạt động hàng ngày, thì lúc đó mình sẽ thoải mái hơn.
Thì ở đây nó có hai cái phần chính khi mà cơ thể mình nó thích nghi với cái việc tập luyện. Thứ nhất là General Adaptation Syndrome, và cái thứ hai là Specificity. Specificity ở dưới này. Đây, có hai cái khái niệm chia ra làm hai ý lớn ha. Một cái ở trên là general, tức là sẽ thay đổi về tất cả các thứ liên quan trong cơ thể, mà nó là thay đổi chung. Ai tập cái gì cũng sẽ thay đổi, và nên là thay đổi những thành phần nào mình sẽ đi tìm hiểu sau ha. Và cái thứ hai á là principle specificity, có nghĩa là nó thay đổi dựa vào cái bộ môn mà người đó đang chơi, để nó lúc đó nó hình thành ra người chạy bộ có một cái thể trạng như thế nào, người tập võ thể trạng thế nào, người tập tạ thể trạng thế nào, nó sẽ khác nhau. Đó, một cái là thay đổi chung, một cái thay đổi riêng biệt. Thì trong cái general này thì nó sẽ làm cái gì? Cơ thể của chúng ta nó sẽ thay đổi những cái sinh lý trong cơ thể, và để giữ về mức cân bằng. Khi chúng ta tập luyện đưa stress lên cơ thể thì lúc này cơ thể mình sẽ bị biến đổi tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài, và cái việc của cơ thể là phản hồi lại là đưa về ngưỡng bình thường trở lại. Ở đây người ta dùng cụm từ homeostasis. Homeostasis này hoặc là physiologic balance, tức là đưa về ngưỡng bình thường. Đưa về ngưỡng bình thường ha. Có bạn nào nhắc lại về homeostasis này không? Lấy một ví dụ cho mấy bạn mới dễ hiểu. Du nhớ này không Du? Tiết tố phải. Nội tiết tố hoặc bất cứ cái gì có liên quan đến homeostasis cũng được. Hẳn như khi mình tập luyện thì cái adrenaline với lại cái gì ta, cái gì mà làm cho mình stress ta sẽ cùng tăng đều lên á, để cho phù hợp với cơ thể mình khi đang làm việc á, hoặc đang hoạt động cực độ cao á. Cortisol. Cortisol, đúng rồi, cortisol. Ok. Đó thì khi 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 mình tập luyện, cái hóc môn tăng trưởng rồi adrenaline, hóc môn hưng phấn rồi cortisol đó, nó tăng cùng lúc với nhau như vậy. Nhưng mà sau khi mình tập thì nó phải trở về ngưỡng bình thường, chứ nó không thể nào mà nó giữ hoài cái ngưỡng nồng độ adrenaline hay là cái tọa cortisol nó quá cao như vậy, vì lúc đó cơ thể nó bị stress. Thì lúc đó mình mới cần những cái như là việc nghỉ ngơi, đi ngủ, thì nó tiết ra những cái hormone giúp giảm stress chẳng hạn. Hoặc là nói đơn giản như là việc mình ăn tinh bột, ăn gluco vô, ăn gluco vào thì lúc này lượng đường trong máu tăng lên. Đường trong máu tăng lên thì lúc này phải tiết ra insulin để nó dẫn đường vào tế bào. Nó dẫn đường vào tế bào dẫn đến cái chuyện là đường trong máu quay về ngưỡng bình thường. Được không? Thì đó là cái cơ chế mà cơ thể luôn phản ứng để đưa về cái ngưỡng gọi là homeostasis này. Thì tương tự cái việc tập luyện hoặc bất cứ một thứ gì đặt lên cơ thể mình, nó đều cuối cùng sẽ quay về cái ngưỡng này, homeostasis. Rồi ha, đó là khái niệm cho mấy bạn mới có thể hình dung sơ bộ về nó. Rồi, nếu mấy bạn mới có cái nào thắc mắc thì cứ nhắn vào hỏi ha. Thì đây là cách mà cơ thể mình phản hồi lại với những cái kích thích cũng như là cái áp lực, ở đây gọi là stress ở ngoài cơ thể đặt lên ha. Bởi cái việc nâng tạ nặng trong quá trình tập luyện kháng lực thì nó sẽ thay đổi cái gì? Ok. Ở đây nó thay đổi ba thứ chính. Ví dụ về sinh lý, về thể chất và về hiệu suất tập luyện. Thì nó làm cái gì? Về sinh lý, nó giúp cải thiện tim mạch, hiệu quả cải thiện tim mạch. Thứ hai là giúp cho điều chỉnh những cái hormone trong cơ thể tốt hơn. Ví dụ như người bị tiểu đường, nếu kết hợp tập luyện thì sẽ cải thiện được khả năng nhạy insulin. Người bị tiểu đường là do bị giảm độ nhạy insulin. Mà nãy mình có nói là insulin quá cao, à không, insulin bị giảm độ nhạy
dẫn đến cái lượng đường trong máu quá cao, nó không đi vào tế bào được. Thì cái việc tập luyện tạo cái nhu cầu giống như là nó lấy đường trong máu và trong các cái tế bào glycogen rồi đó, nó đem ra nó xài. Thì lúc này cơ thể cần lấy từ bên bên ngoài vào thêm. Thì lúc này tăng thêm cái độ nhạy của insulin lên để nó tác động vô cái gluco. Lúc này sẽ hạ được cái đường huyết xuống. Thì những người bị tiểu đường hoặc các cái bệnh liên quan về tim mạch hoặc là những bệnh gọi là mãn tính á, kết hợp tập luyện thì sẽ có gọi là khả quan hơn so với những người không tập luyện mà chỉ dùng thuốc. Rồi giúp cái gì nữa đối với sinh lý? Tăng mật độ xương. Tăng mật độ xương này thì nó không giúp mình cao hơn, giống như những bài đầu tiên mình có nói, nó không giúp mình cao hơn mà giúp cho xương mình chắc hơn. Có thể cũng có thể cao hơn, nhưng mà cái đó tùy người, tùy gen. Còn cái việc mà nó đang làm đối với tập kháng lực á, là sẽ giúp cho xương mình chắc hơn để nó chịu đựng được cái mức tạ, ở đây gọi là tạ đi, nó đặt lên cơ thể chúng ta. Thì nó phù hợp cho cả người từ nhỏ tuổi cho đến người lớn hoặc là người già, người lớn tuổi, những người mà có nguy cơ loãng xương chẳng hạn. Thì khi mình đặt áp lực lên như vậy, stress lên là mình đang tạo stimuli, thì cơ thể sẽ adapt với cái đó. Mình cứ đặt cái gì lên thì nó sẽ cố gắng adapt với những cái bên ngoài như vậy. Rồi cải thiện gì nữa? Cải thiện metabolism. Cái này sẽ giúp chuyển hóa tốt hơn, thì đốt mỡ, đốt đường nhiều hơn, thì giúp giảm béo. Rồi về mặt vật lý, thể chất. Thể chất thì giúp tăng cường cái sức khả năng chịu đựng của mô mềm. Mô mềm ở đây là gân và dây chằng. Các bạn hãy nói lại ha. Rồi tiếp theo là tăng cái khả năng co cơ, gọi là độ phản xạ của cơ. Giảm được body fat. Giảm body fat ở đây cũng giống như tăng chuyển hóa nè. Tăng chuyển hóa thì liên quan đến việc giảm body fat. Về hiệu suất thì giúp cho mình tăng khả năng kiểm soát của hệ thần kinh cơ. Ví dụ như ban đầu mình mới bước vô tập luyện, mình lớn ngớ, mình không biết tập gì hết. Hoặc là đối với những động tác đơn giản như squat, hoặc là bước, hoặc là chống đẩy chẳng hạn, mình rất là khó tập. Nhưng mà lặp đi lặp lại một thời gian thì mình học được cái động tác, cái chuyển động đó. Thì đó là cái cách mà mình đang học từ cái hệ thần kinh, tạo ra một cái đường dẫn đến cơ bắp. Thì những cái sau này mình tăng cái level càng ngày càng khó lên, tập những động tác càng phức tạp hơn thì khả năng kiểm soát cơ thể mình càng tốt hơn. Rồi tăng gì nữa? Tăng thêm cái sức chịu đựng. Chịu đựng ở đây là sức bền, endurance, khả năng chịu đựng kéo dài. Tăng sức mạnh về strength và power. Cho mấy bạn nào chưa biết thì strength là sức mạnh, còn power là sức mạnh trong một khoảng thời gian. Nó khác nhau, dịch ra đều là sức mạnh, nhưng strength là thiên về sức mạnh. Ví dụ như khiêng 100 kg nhấc lên được để xuống. Còn ở dưới power, khi 100 kg trong thời gian ngắn nhất có thể, ví dụ ở trên mất 5 giây mới khiêng được, còn ở dưới trong vòng 1 đến 3 giây bùng phát cái xong. Đó là khác nhau giữa strength và power. Một cái power có thêm cái yếu tố tốc độ trong đó nữa. Rồi thì cái việc cơ thể adapt, thích nghi với những cái kích thích này á, nó sẽ qua ba cái stage. Ở đây người ta gọi là ba cái stage. Thì cái stage đầu tiên á, là alarm reaction. Cái chỗ này, alarm reaction, thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ phản hồi lại với những cái căng thẳng, như cái căng thẳng hoặc áp lực đặt lên cơ thể bằng việc đưa thêm oxy hoặc là máu hoặc là các chất dinh dưỡng cần thiết gì đó đến những cái nơi, cái cơ bắp hoặc là body part, những cái bộ phận trên cơ thể mà đang được tập luyện. Ví dụ như mấy bạn tập tay đi, tập bicep curl, một hồi các bạn thấy tay mình phồng lên, tay mình nóng lên, cứng lên, thì đó là máu đang dồn vào chỗ đó nhiều, thì đang tập đến cái chuyện là nó đưa máu về phần đó nhiều hơn, cục bộ nhiều hơn so với những bộ phận khác trên cơ thể. Rồi tiếp theo, sau cái alarm reaction này nó sẽ làm gì? Sau khi có một cái tín hiệu báo lên là nay có áp lực đặt lên người rồi,
Ok, bé Hạnh nói đúng rồi đó. Còn hiểu là pump. Đúng rồi. Rồi, sau cái alarm reaction stay thì nó đi đến resistant development. Hãy tưởng tượng cái phase đầu tiên. Bên này vô đặt cái tạ lên, tạ mới đặt lên, đẩy không nổi. Thì bắt đầu cơ thể nó phản hồi lại. Phản hồi lại bằng việc hít thở nhiều, bắt đầu mình thở gấp ha. Rồi, nhưng mà sau cái buổi tập đó mình đi về thì cơ thể nó đã có một tín hiệu là à, bữa nay tập chưa nổi cái mức này thì phải làm như thế nào đó thích nghi với mức này. Bằng cách gì? Bằng cách tăng chức năng chịu đựng, hoặc rồi ở đây là capacity. Capacity này Quân dùng chữ gì cho nó dễ hiểu Quân? Công suất. Hôm trước mình có giải thích cái chữ capacity này rồi. Ví dụ đẩy 50kg đẩy ngực đi, 50kg đẩy ngực. Bữa nay đẩy 50kg đẩy ngực xong ngồi dậy thở 5 phút, nhịp tim mới quay về bình thường. Sau đó 8 tuần đẩy 50kg đẩy ngực, ngồi dậy, nhịp tim chỉ mất 1 phút để quay về mức bình thường, thì là mình đã tăng được cái capacity lên rồi. Đó, các bạn hiểu nôm na nó là vậy. Còn dịch ra một cái chữ tiếng Việt thì mình chưa biết nó là có thể dịch từ gì cho nó phù hợp. Thì cái capacity khi ám chỉ đến nó là vậy, là tăng sức chịu đựng của cơ thể lên. Thứ hai, nó làm cái gì nữa để nó thích nghi với mức tạ, với cái stimuli, là bằng việc tăng số lượng motor unit. Motor unit tức là hệ thần kinh. Cứ một cái neuron sẽ liên kết với một cái tế bào cơ, thì số lượng neuron được kích thích càng nhiều thì tương ứng số lượng cơ bắp được kích thích càng nhiều trong một cái chuyển động để phát lực lớn hơn. Thì có thể ngày hôm sau hoặc một tuần sau tập lại cái bài mà hôm trước mình đẩy không nổi, bắt đầu mình thích nghi theo nó được. Đó. Rồi, lưu ý tới sau cái phase này là hầu như phase mà ai cũng muốn. Đó là hai cái phase đầu tiên, là hai cái phase mà ai cũng muốn. Đó là tạo kích thích và thích nghi. Giống như nhiều người tập lâu năm, ví dụ như Du chẳng hạn, tập lâu năm sẽ có trường hợp người ta hay gọi, dân gian gọi là bị chai cơ, tập hết còn đau, hết còn gì, tập ngày nào cũng như ngày nào. Có ai thấy vậy bao giờ chưa? Tập xong về thấy bình thường, không gì hết trơn, không mệt, không gì hết. Có không? Du? Dạ có. Đó, là nó đã qua được cái phase alarm reaction rồi, nó không còn đau, không còn gì nữa hết. Nó cứ bình hoài vậy đó, nó làm mình chán tập luôn. Tại vì nó đã thích nghi được rồi. Nó development, cơ thể đã thích nghi với mức tạ nó rồi. Thì hai cái phase này người ta muốn gặp nó nhiều, tại vì nó sẽ giúp cho người ta có động lực tập và thấy được cái sự tiến bộ. Nhưng cái cuối cùng sẽ vẫn phải đến, đó là exhaustion. Cái gì quá cũng không tốt. Tập luyện mà cứ tăng hoài thì cơ thể nó sẽ mệt, nó sẽ sập. Tại vì cứ đặt áp lực liên tục hoài thì nó không đủ thời gian nghỉ. Không đủ thời gian nghỉ thì dẫn đến những cái liên kết thần kinh đó, nó không còn nhạy nữa. Nó dễ bị ngắt quãng và nó dễ dẫn đến chấn thương. Ví dụ như mấy bạn squat chẳng hạn, hoặc đẩy ngực, hoặc bất cứ động tác gì, mấy bạn đang nỗ lực hết sức, tự nhiên đùng cái mình không kiểm soát được cái kỹ thuật của mình nữa, xong chấn thương với mức tạ lớn. Cái đó là nếu không nghỉ ngơi hợp lý, hệ thần kinh phục hồi không đầy đủ sẽ rất dễ bị ha. Ở đây người ta dùng một cái chữ là fatigue. Chữ fatigue này mình sẽ không dịch. Nếu dịch ra nó có nghĩa là mệt mỏi. Nhưng trong cái chữ mệt mỏi này á, nó có nhiều thứ mệt mỏi. Mệt mỏi về cả tinh thần, về cả stress, về cả hormone trong cơ thể, về cả cơ bắp, tất cả mọi thứ. Cái cơ thể nó adapt như thế nào thì nó fatigue tất cả thứ đó luôn. Thầy mình có một cuốn sách nói về cái chữ fatigue này. Chỉ một chữ fatigue này thôi mà nói một cuốn sách. Thì mình sẽ không dịch cái từ này ra, mà các bạn nên hiểu nó là bao gồm tất cả mọi thứ về cơ thể mình và có nguy cơ dẫn đến chấn thương ha. Rồi đi sâu vào từng cái. Đó. Qua cái bảng đó thì chúng ta đã hình dung được sơ bộ và về ba cái stage rồi. Thì ở cái stage đầu tiên này á, cơ thể nó thích ứng khi có lực hoặc là yếu tố kích thích nào đặt lên cơ thể thì nó sẽ thích nghi bằng cách gì? Sẽ tăng cái khả năng kháng lực bằng việc phát triển xương nè, khớp nè, cơ bắp cũng như mô liên kết. Mô liên kết ở đây là gân và dây chằng ha.
cũng như hệ thống thần kinh để cho từ cái kích thích đó đặt lên cơ thể, nó sẽ phát triển những cái yếu tố này để nó adapt với lại, thích nghi với lại cái mức tạ đó. Rồi tăng cường cái việc đưa oxy cũng như là cung cấp máu đến cái hệ thần kinh cũng như cơ bắp đang hoạt động để cho thích nghi. Vậy nếu như cơ thể hôm nay, ví dụ như mấy bạn tập 50 kg, xong có những ngày mình vô cái mình thấy hơi làm biếng, cái mình đẩy 30 kg thôi, thì chuyện gì xảy ra? Hay mấy bạn giờ mình không đẩy cái mức mà mình có thể đẩy nữa mà mình đẩy nhẹ hơn, thì nó như thế nào? Chán. À. Nhưng mà có bao giờ rơi vô trạng thái đó chưa? Vô chỉ muốn tập nhẹ thôi. Vậy cái buổi nhẹ nhẹ đó nó có hiệu quả gì không? Cái buổi nhẹ đó như thế nào? Sẽ có ví dụ như là có những ngày mà mình cảm thấy khỏe người, mình muốn tập thiệt mạnh, nhưng mà có những ngày mình vô đi làm stress, mình thấy lười lắm, cái người mình nó tinh nó nhẹ nhẹ, cảm thấy là cho dù có cố tình đặt tạ nặng lên mình cũng đẩy không nổi nữa, thì những ngày đó em sẽ chuyển sang em tập cái rep nhiều hơn với là cái volume nó lớn hơn. Ví dụ như em tập 15-20 rep với là em nghỉ ít đi, mà tập với mức tạ vừa phải với cái sức ngày hôm đó thôi. Đó cũng là một cách. Ví dụ như bình thường mình đẩy nặng ít, đẩy ít rep nhiều set, nhưng bữa nay mình vô mình cảm thấy cái đầu mình không ổn rồi, mình stress quá, mình thôi mình giảm lại, mình đẩy nhiều rep hơn xíu nhưng mà tạ nhẹ lại để cho cái endurance nó đỡ căng thần kinh, nó có thể tập trung vào cơ hơn. Hoặc là cái mà như mình hay nói đó là tín hiệu khi mà cơ thể đưa cho chúng ta là nay mệt quá, không nên tập, đi về nghỉ thì sẽ khỏe hơn. Nên nói là bữa nào mà cảm thấy không ổn trong người thì thôi đi về, thà không tập, nghỉ hoàn toàn để cho buổi tập hôm sau đó, nó hiệu quả. Còn hơn là mình bước vô, mình tập chơi chơi, rồi cuối cùng nó cũng không có hiệu quả gì, nó không có đạt được cái gọi là alarm reaction này, tức là không đưa đủ kích thích lên cơ thể thì nó làm gì, nó thích nghi, đúng không? Nó không có nhu cầu gì để nó thích nghi với cái buổi tập hôm nay hết. Thì uổng công uổng sức, mà thậm chí nó còn đặt thêm cái áp lực lên cơ thể mình, giống như là đặt ở đây là đặt cái sự mệt mỏi lên, tích lũy thêm, chứ nó không có hiệu quả tích cực gì lên hết. Nên hôm nào cảm thấy không ổn, thà nghỉ, rồi hôm sau tập cho nó ok. Rồi. Thì hôm trước mình có hỏi về DOM á, thì ở đây người ta có ghi định nghĩa DOM, tên viết ra là Delay Onset Muscle Soreness. Thì nó là cái hiện tượng các bạn bị đau cơ sau buổi tập. Vậy cái hiện tượng DOM này á, nó xảy ra khi nào? Nó xảy ra ở đây là cảm giác đau hoặc cảm thấy không thoải mái ở cơ thể mình trong vòng 24 đến 72 tiếng sau khi tập. Vậy cái DOM này xảy ra khi nào? Ví dụ có một kích thích nào đó mới. Ví dụ bình thường dù chỉ đẩy theo kiểu bodybuilding chẳng hạn, hoặc là chỉ thuần về tập strength, thì tức là tập khoảng 5 rep thôi. Bình thường tập 5 rep. Nay hứng lên qua hustle tập lớp tập cardio hit đó, tập lớp cardio hit, mặc dù tạ nhẹ hơn nhưng cường độ cao hơn, tốc độ nhanh hơn, cardio nhiều hơn, xong hôm sau về nó nhức ở ẩm chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, mấy bạn đang tập cardio, đang chạy mỗi sáng đều chạy cái nghĩ hôm nay chắc mình cũng khỏe, xong đi vô đổi qua thử nay tập tạ hoặc đu xà, thử đu xà 100 cái rồi xong mai đau nằm đóng. Ví dụ vậy, một cái kích thích nào đó mới làm cho cơ thể mình thích nghi theo thì nó sẽ bị DOM. Rồi. Tập hit so cực kỳ. Ok, hit so cực kỳ tại cường độ cao. Đó là một yếu tố, đó là kích thích, một cái yếu tố kích thích mới ha, sẽ làm cho chúng ta bị DOM. Đau lâu hơn 72 giờ thì sao? Đau lâu hơn 72 giờ có thể là do cơ thể của cái người đó phản ứng quá mức. Có một số người á, tập xong, nhất là những người mới chưa làm quen với tạ,
tập xong về bị sốt luôn, là do cơ thể họ phản ứng quá mức lại với cái chuyện tập luyện này, nó làm nên hiện tượng bị viêm cơ thể. Khi mình tập luyện là những cơ mô cơ thể nó bắt đầu bị thia, bị rách những cái nhỏ ra, thì nó sẽ xây dựng lại, nó sẽ dùng cơ chế viêm này kia nọ, thì cứ sưng nóng đỏ đầu như thế làm cho người mình rất là mệt mỏi. Nên một số người bị phản ứng quá mức đó, một số bạn đã có từng trải nghiệm như vậy rồi. Hoặc là thậm chí mình tập bình thường không sao, cái nay mình sung quá, mình tập những thứ mà đó giờ mình chưa tập, cường độ cao rồi những bài nặng gì đó mà mình nay mình rảnh chẳng hạn. Hồi trước đi làm thì tập 1000 tiếng, nay dịch nghỉ ngày hứng quá tập lên 2 tiếng 2 tiếng rưỡi đó, xong về đau, nhiều khi sốt luôn đó, là cơ thể nó phản ứng quá mức với lại cái stress đó. Rồi về không đau liền, à đúng rồi, thì ở trên này á nó kêu là không cần đau liền, mà là cái cơn đau đó nó sẽ đến trong vòng 1 đến 3 ngày sau khi tập luyện. Ở đây nên nó mới có gọi là delay nè. Delay tức là không phải tập cái gì đau liền, mà cái cơn đau so này nè, nó sẽ đến trong vòng 1 đến 3 ngày. Đó, nhiều những người phản ứng khác nhau, cơ thể chúng ta hoàn toàn khác nhau. Nên có người vừa tập xong, sáng tập tối đau, hoặc là tối tập sáng đau. Có người tập 2 ngày sau mới đau, có người tập 1 ngày sau đau, vậy đó. Thì mỗi người mỗi khác, nên không ai giống ai hết trơn á. Rồi, đầu tiên hồi nãy mình nói là cái DOM này, từ những cái yếu tố kích thích khác nhau, nó sẽ gây ra DOM. Thứ hai là gì? Nó khác nhau về intent. Ví dụ, cũng bài đó, cũng thời gian tập đó, hôm nay tập nặng hơn, tập nặng hơn, quá ngưỡng chịu đựng. Ví dụ bình thường đẩy 80%, nay đẩy 100%, đó, là nó cũng đau. Hoặc là đặt áp lực lâu hơn, kéo dài tập endurance so khác với bình thường, thì nó cũng gây đau hơn. Thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc DOM này. Nếu mà có thời gian các bạn lên Google search cái cụm từ DOM này, nó sẽ liệt kê đầy đủ hơn. Ok. Rồi, tiếp theo sau khi qua cái stage đầu tiên, nó sẽ đến cái việc cơ thể thích nghi với cái đó, thích nghi với cái chuyện có áp lực kích thích lên cơ thể. Thì nó thích nghi theo bằng việc nó sẽ tăng khả năng chịu đựng, tăng khả năng chịu đựng capacity đó, và gọi là recruit đây, dịch ra tuyển dụng thêm sợi cơ. Tuyển dụng thêm sợi cơ tức là kích hoạt được nhiều sợi cơ hơn bằng cái việc tăng cường cái motor unit nhiều hơn, để cũng như là đưa oxy và máu nhiều hơn đến những cái bộ phận cơ thể thích hợp để thực hiện động tác, và từ đó thích nghi với cái mức tạ mới. Rồi, khi cái chuyện này xảy ra, khi cái chuyện mà cơ thể thích nghi này xảy ra, cơ thể sẽ yêu cầu cái gì? Sẽ cần có cái áp lực tăng lên. Tức là mình sẽ tập khó hơn mỗi ngày, đúng không? Để luôn gọi là thách thức cơ thể của mình, thích nghi theo. Đó, lúc này sẽ nó lại require increased stress nè, yêu cầu thêm, đặt thêm áp lực lên. Đến cái ngưỡng overload, hoặc là gần như overload, gần như là mình quá tải, gần như thôi. Để sản sinh ra cái gì? Để tạo lên một cái kích thích mới với cái level cao hơn, với cái cấp độ khó hơn. Thì từ đó cái cơ thể mình mới tăng tiến liên tục. Vậy thì hồi nãy mình cũng có nói là nếu như mình cứ tập một mức tạ, mình tập hoài, thì cơ thể nó phát triển đến mức đó, nó đứng lại, nó không lên nữa. Giống như nhất là mấy bạn tập body hoặc là tập về sức mạnh á, có những bài như squat đẩy ngực, đến mức đó là xong, đứng luôn, không lên được nữa. Tập bao nhiêu lâu cũng đứng mức đó. Giống như có thời gian mình đứng đẩy ngực 80kg đẩy 3 năm chưa hơn, vẫn không di chuyển được mức đó, cái nhiêu đó đẩy hoài. Thì cơ thể đã đến ngưỡng rồi, đến ngưỡng chịu đựng, hệ thần kinh, rồi dinh dưỡng, rồi cơ bắp, xương khớp đã quen với mức đó và nó đứng ở đó luôn. Có muốn lên cũng lên không được. Thì lúc này phải cần có nhiều kiểu tập khác nhau nữa để nó kích thích, làm sao tăng được motor unit nhiều lên. Rồi, có bạn nào bị chứng tạ chưa? Có ai đang tập bị chứng tạ không? Có anh ạ. Thì để khắc phục cái chuyện đó, mình sẽ dựa vào những yếu tố như này. Thay đổi set nè,
rep, intent với lại thời gian nghỉ hoặc là cách lựa chọn bài tập, thì cũng là những yếu tố liên quan thôi để làm cái chuyện cải thiện khả năng tập của mình. Rồi, mình còn một phút trước khi recall lại, thì mấy bạn có câu hỏi nào không? Em muốn hỏi một câu đấy là cũng cùng kiểu như là sau mình tập một thời gian ấy, sau kiểu mình không tập cái bài đấy nữa. Tức là mình vẫn là tập chân mông chẳng hạn, nhưng mà mình không tập cái bài đấy nữa, hoặc là kiểu mình ít, mình ví dụ mình lên được đến 180 cân rồi, nhưng mà sau kiểu mình lâu lâu mình không tập ấy, sau kiểu đến lúc mình tập lại kiểu thụt một cách quá mức luôn ạ, thế là sau cũng lại phải bắt đầu lại dần.